tao để cái bìa. Đưa tao để cái bìa. Em dân hài bạn. Tôi dân rằng nhà KOC sẽ là dạ rồi em lại ok. Tôi tin rằng nhà KOC sẽ là xu rồi đúng không? Chuyển điện thoại sang chế độ giới thiệu founder Ki Em Nguyễn. Founder Ki Em
FS Spray ngày hôm nay xin trân trọng cảm ơn. Và ngay sau đây, Hoàng Anh xin mời quý vị sẽ bước vào phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, đó chính là lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa FS Spray cùng với công ty tập đoàn Tingo Group. Xin trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip mở đầu. Công việc mới cao cấp, và đó chính là những cái điều mà chúng tôi mong muốn với những cái kinh nghiệm của Tingo Group trong việc mà triển khai các cái hệ thống kinh doanh tiên phong kinh doanh trên cái nền tảng công nghệ số, sẽ cùng với cái sự tâm huyết của đội ngũ F từ Kia Anh Nguyễn, Lưu Lê và Tín Hương cùng tất cả các cộng sự thực sự rất nhiều tâm huyết vào cái sản phẩm này. Đến thời điểm này thì nếu mà nhìn F thì có vẻ hơi nghèo nàn về vấn đề sản phẩm, đúng không? Chúng ta mới có 3 sản phẩm cộng với cả có thể tổng hợp nó lại nữa thì nó là một cái bộ, thì chúng ta là 4, nhưng chắc chắn nó sẽ không dừng ở đấy. Với cái sự kết hợp của Tingo Group và F thì tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn sắp tới, từ nay đến cuối năm, sẽ có thể bổ sung thêm nhiều các cái mặt hàng nữa vào cái hệ sinh thái sản phẩm của em. Bởi vì hiện nay thì với Tingo thì chúng tôi đã có trên 300 các cái line hàng cho tất cả các cái hệ thống, và với khoảng hơn 1.000 các cái hệ thống, các cái đại lý, nhà phân phối, các cái đối tác kinh doanh. Và với những cái hệ thống như vậy thì tôi nghĩ rằng chỉ trong một cái thời gian rất ngắn thôi, với sự đồng lòng của Tingo Group và F, và chúng tôi cũng đã đặt ra các cái mục tiêu với một cái khoản đầu tư tôi nghĩ là không hề nhỏ. Trước đây thì truyền thông thì cũng đã có chia sẻ về các con số này rồi. Trong một cái thời gian rất ngắn thôi, chúng tôi sẽ cùng nhau đầu tư một cái khoản trị giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ để sẽ làm gì? Phát triển sản phẩm. Để làm gì? Để phát triển hệ thống kênh phân phối. Để làm gì? Để sẽ cùng đầu tư vào những dự án, trong đó có dự án KOC ngày hôm nay chúng ta chính thức công bố. Bởi vì thực sự tôi rất ngưỡng mộ các bạn trẻ. Các bạn trẻ bây giờ rất là giỏi về mặt công nghệ, về mặt kiến thức, và thực sự là đưa ra những cái trải nghiệm nó rất là dễ thương, rất là gần gũi, và tăng thêm cái sự tiếp cận đối với những khách hàng tiềm năng. Vì chúng tôi là gì? Kinh doanh trên cái nền tảng công nghệ số, và chính các bạn là những đại sứ, là những người lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp nhất của sản phẩm tới những người tiêu dùng tiềm năng. Và sau đây sẽ là mục tiêu phát triển và định hướng của FS Spray trong vòng 3 năm tới. Về mảng kinh doanh, chúng tôi sẽ định hướng chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp mùi hương, với tham vọng trở thành một tập đoàn về các sản phẩm liên quan đến mùi hương, gắn liền với những tính năng ưu việt về công nghệ tại Việt Nam. Tham vọng của chúng tôi là sau 2 năm sẽ tạo nên nhiều hệ thống phân phối sản phẩm với nhiều nhà phân phối đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc. Và hơn thế nữa, chúng tôi mong muốn sẽ đưa các sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế, và trước hết sẽ là các nước châu Á, các nước gần bạn bè gần quanh mình, đó chính là Đài Loan, Thái Lan và Hàn Quốc. Về mặt sản phẩm, ở thời điểm hiện tại khi vừa ra mắt sau 4 tháng, FS Spray hiện đang có cho mình là 3 dòng nước hoa trong bộ sưu tập đầu tiên, đó chính là Chill in the Wood, Dance in the Rain và Kiss in the Club. F sẽ không sản xuất quá nhiều và liên tục đại trà các mùi hương một cách thị trường, mà chúng tôi sẽ tập trung đầu tư và tìm hiểu chuyên sâu để cho ra mắt những mùi hương độc bản và unique nhất. Bởi vì cái unique selling point của FS Spray đó chính là unisex, phi giới tính và là độc bản, độc nhất. Tức là các bạn là ai, bất kỳ giới tính nào các bạn cũng có thể yêu thích và tìm được điểm chung với sản phẩm của FS Spray. Trong tương lai gần thì F cũng sẽ phát triển thêm những SKU sản phẩm khác bên cạnh những bộ sưu tập mùi hương nước hoa, và phát triển chúng thành một hệ sinh thái đa dạng sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng.
Đội ngũ R&D sẽ liên tục tìm kiếm và liên kết với những ông lớn hàng đầu thế giới về lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu để tạo ra những dòng nước hoa, các sản phẩm mang yếu tố tiên phong về mùi hương, không chỉ về chất lượng mà còn sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người Việt và giá thành gần gũi với tất cả mọi người. Về mảng truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm mục đích đưa những giá trị cốt lõi, câu chuyện thương hiệu đến với gần khách hàng. Giá trị truyền thông mạnh mẽ nhất của FXPRAY luôn theo đuổi và muốn truyền tải với tất cả mọi người đó chính là sự bình đẳng giới. Điều này sẽ thể hiện qua từng sản phẩm phi giới tính và cả trong tất cả các hoạt động, các chiến dịch mà FXPRAY đã và đang triển khai. Rõ ràng nhất đó cũng chính là cái buổi event ra mắt của F đã có một cái đánh dấu, một cái hình ảnh rất là riêng biệt của FXPRAY về sự bình đẳng giới. Và chúng tôi sẽ luôn đồng hành với phong cách sống mới của giới trẻ. FXPRAY sẽ cùng bắt tay với các thương hiệu Việt để nâng tầm phong cách sống của giới trẻ, thực hiện tốt những chính sách chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, phát huy đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận với thị trường quốc tế rộng hơn. Về mảng đầu tư, chúng tôi sẽ tập trung vào các nhân sự tài năng ở thế hệ Gen Z. Bởi vì chúng tôi biết các bạn là những người có tư duy đột phá, sáng tạo và bản lĩnh, và với F chúng tôi quan niệm rằng con người tạo nên sản phẩm, thế nên yếu tố con người sẽ là được chúng tôi ưu tiên hàng đầu. Giống như anh Hùng vừa chia sẻ đúng không ạ? Và các bạn bây giờ đã quá sáng tạo, quá giỏi, cho nên là chúng ta sẽ cùng hy vọng có thể đồng hành cùng với các bạn để tạo ra những điều tuyệt vời nhất trong sản phẩm và cả định hướng của công ty nữa. Và đó cũng là lý do mà tại sao ngày hôm nay, ngoài việc ra mắt buổi ký kết với là tập đoàn Tingo, chúng tôi sẽ đồng hành và cùng lúc ra mắt một dự án nữa, đó chính là KOC Co-Founder. Đây sẽ là dự án đầu tiên đánh dấu sự kết hợp của FXPRAY và Tingo Group để góp phần phát triển cho các bạn KOC, các bạn Gen Z thời đại mới để kiếm thêm thu nhập và phát triển bản thân, xây dựng thương hiệu cá nhân của mình một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Hy vọng là